Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 15, Wretch. Wretch là những thực thể hình người, thường hành động như những con sắc sống hoặc thây ma. Khi còn là con người, những thực thể này đã phải trải qua một chu kỳ biến đổi chưa được làm rõ. Được cho là xuất phát từ sự thiếu hụt những nhu cầu quan trọng như đồ ăn, thức uống và ngủ trong The Backroom. Wretch là một thực thể khá phổ biến trong The Backroom, thường trú ngụ ở trong những góc tối hoặc ở những nơi có sự tụ tập của con người do bản chất của chúng. Như mình đã nói ở trên, quá trình biến đổi thành thực thể số 15, Wretch, thường liên quan đến việc thiếu ngủ, đói và khát. Sự cô lập có lẽ cũng sẽ thúc đẩy quá trình này, vì những thực thể này thường xuất hiện nhiều ở những khu vực nguy hiểm hoặc những khu vực chưa được khám phá. Quá trình biến đổi thành thực thể số 15 thường được những người lang thang gọi là Wretch Cycle, hay một cách gọi khác là chu kỳ thống khổ. Chu kỳ này không thể bị đảo ngược hoặc được chữa trị bởi những cách thông thường. Dù vậy, việc làm chậm chu kỳ là có thể bằng cách thực hiện một chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, trong đó bao gồm việc tiêu thụ hai vật phẩm là Almond Water và Royal Ration. Việc ngăn chặn chu kỳ này là khả thi, nhưng điều đó là rất rất hiếm và thường khá rủi ro. Vật phẩm số 24, Warm Mass, có thể đảo ngược sự biến đổi, dù cái giá phải trả là cực kỳ đắt. Vật phẩm số 32, Reality Freshener, cũng được cho là hỗ trợ việc ngăn chặn sự phát triển của chu kỳ. Chu kỳ thống khổ kéo dài từ vài tuần đến vài tháng và có 3 giai đoạn cụ thể như sau. Đầu tiên, các triệu chứng như ngơ ngáy và khó chịu sẽ xuất hiện. Theo thời gian, một số triệu chứng tâm lý sẽ hình thành. Điều này sẽ dẫn đến những hành vi kỳ lạ, hung hăng, thậm chí là thay đổi hoàn toàn nhân cách của một con người. Những triệu chứng trên có thể được ngăn chặn với một chế độ dinh dưỡng hợp lý và những phương thức điều trị như đã trình bày ở bên trên. Trong giai đoạn 2 của chu kỳ thống khổ, da và mô cơ của nạn nhân sẽ bị phân hủy một cách không tự nhiên, thường sẽ trở thành lỗ hoặc mụn mủ. Lớp da ngoài sẽ bắt đầu đỏ lên và bong ra, đôi mắt sẽ trở nên đỏ ngầu, bị kích ứng, đồng thời tóc sẽ rụng. Những người sống sót đã từng trải qua giai đoạn này thường miêu tả rằng họ có một cảm giác ngứa ngáy đến mức không thể chịu nổi. Họ thậm chí còn nói rằng lớp da của họ bị bong ra hoàn toàn khi đang cố gắng gãi vì ngứa. Nạn nhân vẫn có thể nói một cách rõ ràng và có thể hiểu được, nhưng thường họ sẽ nói những lời cầu cứu hoặc đi xin đồ ăn, nước uống. Giai đoạn này dường như chỉ có thể được chữa khỏi bằng cách sử dụng Almond Water hoặc là vật phẩm Reality Freshener. Đây là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ thống khổ. Ở giai đoạn này, nạn nhân sẽ không thể trở lại được như ban đầu được nữa. Mọi sự cố gắng sẽ đều bị vứt bỏ hoàn toàn khi nạn nhân đã chạm đến giai đoạn 3. Móng tay và răng của họ sẽ bị rụng ra khỏi vị trí ban đầu. Sau đó, chúng sẽ mọc ra một cách lung tung với số lượng và kích thước khác thường. Mí mắt, môi và sụn sẽ hoàn toàn biến mất, buộc cho đôi mắt của nạn nhân luôn phải mở và đảo qua đảo lại một cách điên cuồng trong hốc mắt. Không biết liệu nạn nhân có còn giữ được ý thức của mình trong quá trình này hay không. Wretch ở giai đoạn 3 liên tục rỉ ra một chất lỏng màu nâu đặc từ miệng và các vị trí khác. Chất lỏng này được ghi chép trong tài liệu rằng chúng có khả năng biến người khác thành Wretch chỉ sau vài phút tiếp xúc, nhưng nó là rất hiếm. Hành vi của thực thể này khá giống với thực thể số 10, Skin Stealer. Sở hữu trí thông minh kém, nhưng bù lại, thực thể có một sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một con Wretch có thể sở hữu trí thông minh tương đương với một con người, hoặc thậm chí là hành xử y như một con người, có khả năng chế tạo và sử dụng vũ khí. Khi đi theo bầy đàn, thực thể này thường phối hợp với đồng loại của chúng, giống như một đàn thú săn mồi. Dù đa số Wretch đều có sức mạnh thể chất vượt trội, nhưng vẫn sẽ có những cá thể yếu hơn tồn tại. Nhưng những cá thể này thường sở hữu siêu năng lực. Tốc độ của các Wretch cũng khác nhau, từ việc chạy rất chậm cho đến chạy với tốc độ vượt xa cả con người. Để xác định một Wretch có nguy hiểm hay không, thì âm thanh mà chúng phát ra là cách nhanh nhất cũng là cách đáng tin cậy nhất để xác định chúng. Nếu một Wretch phát ra những âm thanh kỳ lạ nhưng lại có âm lượng rất nhỏ và chậm, đó là một cá thể kém thông minh. Còn những cá thể tạo ra âm thanh có âm lượng cao bất thường thì chúng là những cá thể rất thông minh hoặc rất nhanh nhẹn. Phương pháp này không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng đây là cách đáng tin cậy nhất ở thời điểm hiện tại. Giống như hành vi của chúng, ngoại hình của Wretch khá đa dạng. Cơ thể bị nhiễm bệnh có một làn da màu nâu đỏ khô và bong chóc, có lỗ và mụn mủ, tiết ra chất đặc màu nâu đỏ mà mình đã nói ở trên. Chúng có thể là các biến dị kinh khủng của các tảng thịt và các bộ phận cơ thể không được xếp đúng chỗ. Một số bộ phận thì bị tách rời hoàn toàn khỏi phần còn lại. Thậm chí, chúng còn có thể mọc lên những bộ phận mới như cánh. Wretch được phát hiện lần đầu tiên trong một cuộc chạm trán với một căn cứ mang tên The Survivor ở Level 2.
MEG đã giúp nhóm này tiêu diệt thực thể và đưa nó đến căn cứ Alpha ở level 0. Trước khi đi tiếp thì mình đã từng nói rằng level 0 không có bất kỳ cộng đồng nào tồn tại. Nhưng trước khi level 0 trở nên tệ hơn như hiện tại thì MEG đã từng xây dựng căn cứ Alpha ở đây trước khi chuyển đến một level khác. Sau cuộc chạm trán đầu tiên, thực thể Rex đã xuất hiện nhiều hơn, trở thành một trong những thực thể đám gồm nhất được biết đến. Nhiều người lang thang đã bị ảnh hưởng bởi chu kỳ thống khổ và nhiều người trong số họ đã được cứu, nhưng một số thì không may mắn như vậy. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên với thực thể Rex. Bạn nên cố gắng cứu chính mình bằng cách giữ bản thân khỏe mạnh và các phương pháp chữa trị đã được đề cập ở trên. Lắng nghe âm thanh phát ra từ một con Rex để xác định mức độ nguy hiểm của thực thể. Ăn, ngủ và uống nước đầy đủ để tránh bị rơi vào chu kỳ thống khổ. Nếu một người lang thang đã ở giai đoạn 3 của chu kỳ, tốt nhất là bạn đừng đến cứu họ. Họ đã biến thành Rex và không thể trở lại được nữa. Và đến với điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Đừng đánh mất chính mình và nhân tính của bản thân rồi rơi vào chu kỳ thống khổ. Bạn sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.